Cho cô một ví dụ về hiện tượng vật chất nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. Nở ra, co lại. Nở ra, co lại. Sao? Em nghĩ ra chưa? Em cố nhớ lại xem, trong những vật em nhìn thấy hoặc tiếp xúc hàng ngày, có vật nào diễn ra hiện tượng này không? Nở ra Nếu em chưa nghĩ ra thì em ngồi xuống đi. Thưa cô, em biết rồi. Em trả lời thử xem. Dạ, thời gian. Thời gian? Sao lại là thời gian? Dạ, thì mùa hè nóng quá, thời gian nở ra. Còn mùa đông lạnh quá, nó thun lại. Giữ trật tự nè. Cô nghĩ em cần phải học cách phân biệt môn vật lý với môn kể chuyện cười. Thôi giữ trật tự đi các em. Tuần sau các em nhớ ôn kỹ bài. Đặc biệt là em Long, cô không muốn em làm trò cười cho lớp một lần nữa đâu nha. Dạ. Rồi các em nghỉ đi. Sáng tới một buồn trong.
gì? Bộ mày khùng quá. Tao có làm gì đâu. Cái câu ví dụ hồi nãy mày học ở đâu à? Tao quên rồi. Nhưng tao thề với mày á, là tao không có bịa ra. Tao nhớ là tao đã từng đọc câu đó ở đâu rồi. Thì tao đâu có nói là mày bịa. Nhưng mà mày có biết là mày đọc được ở đâu không? Tao nói rồi, tao không nhớ. Nhưng mà tao nhớ mày đọc được câu đó trong các mẫu chuyện cười. Đó là một ví dụ bố láo dùng để chế giễu những người như mày á. Buồn chi cho nó mệt. Vấn đề là mày phải cố gắng lên. Mày làm biến đi mồ. Không ăn thua gì đâu. Đầu óc tôi đơn giản, không thích hợp với mấy môn học phức tạp rắc rối. Vì vậy có cố mấy cũng bằng thừa. Nói như mày, không lẽ ai vừa mới sinh ra cũng đều ngu sẵn hay sao? Thì vậy chứ làm sao. Như vậy mày tự nhận mày là ngu. Không phải như vậy. Tao chỉ dở mấy môn toán lý hóa thôi. Chứ còn mấy môn khác, chẳng hạn như là võ thuật, tao đâu có thua ai đâu. Cũng như mày vậy đó. Mày chỉ giỏi toán lý hóa, chứ còn mấy môn khác như võ thuật, mày ngu thấy mò. Ê Tiểu Long, nói nghe. Gì? Tao có ý kiến này nè. Ý kiến gì? Tao sẽ dạy kèm cho mày toán lý hóa, còn mày sẽ dạy cho tao võ thuật, chịu không? Mày dạy tao hả? Ừ. Thôi tao không học đâu. Sao vậy? Mày la hét như điên, ai mà học cho nổi. Tao la hét hồi nào? Ai cũng nói tao hiền lấy mồ. Cái gì? Mày mà hiền. Ừ. Chỉ những người á mà chưa bị mày dạy mới nói vậy thôi. Thì tao công nhận là tao có nóng tính thiệt. Nhưng mà tao hứa với mày là tao sẽ không la hét nữa. Tao im miệng suốt nguyên buổi luôn. Vậy tao học cái cục đá ăn sướng hơn á. Ê, tao nói giỡn mà mày giận thiệt hả? Hơi đâu giận mày. Ê, gì? Vậy mình móc méo đi. Ngoéo gì? Thì chuyện gì kèm đó. Ngoéo thì ngoéo. Anh Quý ơi, anh Quý, anh có sao không? Anh Quý, chuyện gì vậy? Anh có sao anh Quý, chuyện gì vậy? Anh làm chuyện gì vậy? Anh đang làm thí nghiệm. Thí nghiệm gì mà ghê vậy? Anh đang nghiên cứu một loại thuốc nổ mới. Ê, lại đây. Anh cho coi này nè. Thôi em sợ lắm. Vậy thì đứng đó đi. Ê, thấy gì đấy không? Thì cái giọt thủy tinh chứ gì. Ừ. Anh đổ nước gì trong đó vậy? Nước lạnh. Em coi đây. Đây là một cái ly thủy tinh đã bị bể làm hai. Em coi nha. Nhìn kỹ nha. Đó. Ủa, hai miếng thủy tinh biến đâu mất rồi? Chưa hết đâu. Coi anh nè. Bom. Tên đen. Anh làm sao hay vậy? Anh là ảo thuật gia mà. Ngủ ha, anh chỉ em đi. Em nghe nè. Thực ra đây không phải là nước lạnh, mà là một chất lỏng không màu, được điều chế từ tetrachlorbenzen. Nó có cùng chất xuất với thủy tinh. Vì vậy, những vật dụng nào mà làm bằng thủy tinh á, khi cho vào trong đó lập tức trở nên vô hình. À, em hiểu rồi. Nghĩa là hai miếng thủy tinh này vẫn còn nằm trong chậu, còn cái ly thì anh đã để sẵn trong đó, đúng không? Em đúng là em gái của anh á. Anh Quý, anh ảo thuật cho em coi trò khác đi. Thôi để bữa khác. Hôm nay anh bận rồi,
Hôm nay chủ nhật mà, bận gì dữ vậy? Chuyện người lớn, em hỏi làm cái gì? Sao hồn ta có mấy tuổi mà làm bộ? Mấy tuổi thì mấy tuổi chứ, anh với em cách nhau một thế hệ chứ đâu có ít đâu. Vậy thì thế hệ này không thèm nói chuyện thế hệ kia nữa. Vậy thì thế hệ kia đi chỗ khác cho thế hệ này làm việc. Mau! Anh Quý, mà chuyện người lớn là chuyện gì vậy anh? Báo cho em biết một tin. Anh sắp làm thầy. Anh làm thầy? Ừ. Anh dạy học hả? Ừ. Dạy trường nào vậy? Không có trường nào hết á. Ngay tại nhà mình. Học trò có đông không? Một đứa. Sao vậy mà em cứ tưởng? Tưởng gì? Bộ em tưởng dạy một đứa không phải là thầy hả? Ừ thì là thầy, nhưng dạy một đứa không có ai chút nào. Anh không có cần quay. Không quay cũng là thầy. Anh Quý, lại đây em nói gì nè. Lại gì? Đây. Ờ, mà học trò khốn khổ ra là ai vậy? Tao kẹp cái mũi mày bây giờ mày muốn không? Quý ơi, tao qua học với mày nè. Anh Tiểu Long, em cái với anh chỉ cần hai bữa là lỗi liền. Biển ngay. Tao chuẩn bị xong hết rồi đó. Muốn dạy gì thì dạy đi. Trước khi học, mày phải hứa với tao một chuyện. Chuyện gì? Là một khi đã học với tao á, là phải học cho tới cùng. Tới cùng là sao? Là học cho tới khi nào chết thì thôi. Học chi dữ vậy? À, tao nói vậy đó. Mày học thì học, không học thì thôi, đi về đi. Vậy thôi, tao đi về. Ê, bộ mày khùng á? Mày khùng thì có. Tao chỉ cần học cho tới khi tốt nghiệp ra trường, xong rồi đi làm, lấy vợ, sinh con. Chứ không lẽ lẻo đẻo theo mày học hoài tới chết hả? Trời ơi, cái đó là tao chỉ nói ví dụ thôi. Ý tao muốn nói á, là một khi đã học với tao, là phải học cho tới nơi tới chốn. Dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không được bỏ ngang. Mày hiểu không? Chuyện gì là chuyện gì? Không có chuyện gì hết á. Tao chỉ nói phòng hờ vậy thôi. Bây giờ mình bắt đầu học nha. Ừ. Mày hãy phân biệt cho tao biết giữa hình thang và hình bình hành khác nhau chỗ nào? Hình bình hành á thì nó nằm siêu siêu dẹo dẹo, giống như là người bị dẹo cuộc sống á. Còn thang á thì lúc nào cũng nằm chẹp bẹp, đầu nhỏ đít to, đúng không? Mày nói cái gì kỳ vậy? Cái này là toán hình học chứ không phải là tập làm văn tả người đâu. Mà làm gì có dẻo cục sống rồi đầu nhỏ đít to? Thì mày mới nói với tao là phải phân biệt sự khác nhau mà. Chỉ có trong những tiết mục tấu hài người ta mới phân biệt như mày thôi. Gặp thầy Hiếu mà mày nói như vậy á, chỉ có nước ăn trứng ổng á. Nghe nè, hình thang là gì? Nó là một tứ giác có hai cạnh song song. Còn hình bình hành, nó có tới hai cặp cạnh song song lận. Mày thấy không? Thấy. Nhưng mày phân biệt được chưa? Chưa. Trời ơi là trời, sao mày chậm tiêu quá vậy hả? Trên cổ mày là cái gì? Cái cằm. Cái cằm mày nằm ở đâu? Dưới cái miệng. Trên cổ mày là cái đầu của mày á. Cái đầu của mày, mày hiểu không? Cái đầu của tao sao? Nghĩa là nó làm bằng cái chất gì mà tao nói là mày không hiểu hả? À, cái đầu của tao làm cùng chất với cái đầu của mày đó, biết chưa? À, hôm nay mày dám nói với tao bằng cái giọng đó hả? Tại mày nói trước. Tao khác mày khác. Đúng. Tao mập mày ốm. Mày tao
Tao đâu có ý muốn nói nặng nhẹ gì mày. Tao chỉ muốn cho mày học giỏi lên thôi. Tao có nói gì mày đâu. Thôi vậy tiếp đi. Tiếp ha. Tiếp đi. Một tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, thì đó là hình gì? Hình gì? Hình thành công. Nè, nè. Gì? Hình thang cân cái đầu của mày á. Đó là hình bình hành. Nghe không? Bây giờ tao hỏi tiếp nha. Một tứ giác có một cạnh đối song song và bằng nhau, thì đó là hình gì? Hình thang cân. Trời ơi là trời. Không lẽ mày không biết cái tứ giác nào khác ngoài hình thang cân đó đã? Thì mày mới nói hai cạnh bằng nhau mà. Hai cái lỗ tai lừa của mày bằng nhau á. Vậy nó cũng là hình thang cân hả? Thôi, không học nữa, tao đi về. Tiểu Long. Vậy là anh thua em rồi đó nha. Mày đi vô ngay. Đi chỗ khác. Long, mày đang sửa xe hả? Thấy còn hỏi. Chứ mày sao vậy? Có gì đâu. Tao vừa mới đi quýnh nhau á. Đánh nhau? Bộ mày tưởng chỉ có mình mày biết quýnh nhau hả? Nhưng mà đánh nhau với ai? Thì trên đường tới nhà mày á, tao gặp nguyên một con chó. À, tao hiểu rồi. Mày đánh nhau với chó hả? Chắc là chó con hả? Chó con cái đầu của mày á. Nguyên một con chó bẹt dê giống đứt cỡ lớn đàng hoàng luôn á. Nó bự bự như là mày á. Nói chung là nó bự lắm. Nó chuẩn bị bay vào tao nha. Rồi lập tức tao bay lên lề. Lên lề cái đầu của mày á. Tôi bay với người nó. Một cái rầm. Xương cổ gãy đang rắc rắc luôn á. Tao hiểu rồi. Vậy là con chó gãy cổ. Còn mày gãy chân chứ gì? Xương chân tao làm cái gì vậy gãy? Tao chỉ bị chạy sơ sơ thôi. Long, mày có dầu không? Nè, sức đi. Ui, dậy mày đi. Giỡn hoài à. Tao hạ con chó đó bằng thứ vỏ của mày á. Vỏ của tao? Ừ. Thấy gì vậy? Tao nhớ là thứ vỏ Oxin thì phải. Làm gì có thứ vỏ Oxin? Có. Tao nhớ là có mà. Mày đáng nhớ kỹ rồi đi. Ê, có phải thứ vỏ Osoto Otoshi phải không? Anh đúng rồi. Đúng là cái thứ vỏ này rồi. Vậy mà tao cứ quên hoài à. Tao đã dùng thế giỏ đó để hạ con chó bẹt rơi hung dữ á. Nhưng mà tao đâu biết xài thế đó. Đó là thế của nhu đạo mà, đâu phải của taekwondo. Kệ, nhu đạo hay taekwondo gì cũng mặc. Thế hay là tao dùng à. Thôi đi, mày toàn nói chuyện tưởng tượng. Ê, nói giỡn thôi. Chứ tao bị té xe. Không cần mày nói tao cũng biết nữa. Nè, công việc gửi cho mày á. Ê, tao lột cho mày ăn nha. Trời ơi, gì chèm bẹp vậy?
Cho bẹt dê cắn nó hả? Không, chắc là tao té xe lại làm nó dập. Thôi tao lột cho mày ăn nha. Thôi tao không ăn đâu. Long, mày còn giận tao không? Giận gì? Thì chuyện hồi sáng đó. Sao tự nhiên tao hỏi mà mày không trả lời? Con trai gì đâu giận dai như con gái vậy đó. Tại mày nói á, lỗ tai tao là lỗ tai lừa, đầu tao làm bằng chức này chức nọ. Vậy mà mày hứa sẽ không la mắng Quát Tháo nữa. Thôi, bỏ đi. Bây giờ tao hứa là tao sẽ không la mắng Quát Tháo nữa. Tao hứa thiệt mà. Thôi, bớt giận ha. Thôi. Tao học chung với mày nữa đâu. Long, tao nói thiệt mà Long. Kệ mày, tao không tin. Long, tao hứa chắc luôn á. Kệ mày. Giờ mày không muốn học phải không? À. Vậy mày có biết câu chân mình những lắm mê mê, lại cầm bó đuốc mà rơi chân người không? Không. Câu đó có nghĩa là những người có khuyết điểm đầy mình lại không lo đi sửa chữa, cứ thích bới móc khuyết điểm của người khác. Câu đó thì liên quan gì đến tao? Liên quan mật thiết quá đi chứ. Mày có phải là người giữ đúng lời hứa đâu mà trách tao? Đừng xạo, tao thất hứa rồi nào. Có phải là mày đã ngoéo tay với tao, là mày cam kết học với tao không? Ừ đúng. Vậy sao bây giờ mày còn bỏ học? Tại mày thất hứa trước. Mày cứ la hét ôm sòm như vậy, ai mà chịu nổi? Nhưng tao đã nói rồi, cho dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không được bỏ ngang. Lúc đó mày cũng đâu phản đối, đúng không? Thôi được rồi, chiều mai tao qua học với mày. Ê, khoan, ngoéo lần nữa đi. Ngoéo thì ngoéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 tứ giác có 3 góc vuông thì đó là hình chữ nhật. Mày hiểu không? Sao 3 góc vuông? 4 góc vuông chứ. Mày ngu quá à. Thì ai không biết là một hình chữ nhật có 4 góc vuông. Nhưng mà trong hình học á, chỉ cần chứng minh nó có 3 góc vuông là đủ rồi. Mày hiểu chưa? Là ok không vô thì sao? Mày thử vẽ một hình tứ giác có 3 góc vuông, còn góc thứ tư không vuông cho tao coi nha. Vẽ đi. Quá dễ. Một góc. Ừ. Hai góc. Tiếp đi. Ba góc. Ừ. Sao? Ê, ngộ quá mày ơi. Một tứ giác có ba góc vuông, góc còn lại cũng tự nhiên vuông theo à. Thấy chưa? Tao đã nói rồi mày không chịu tin. Cãi tao hoài à. Hay quá. Thì thấy mới tin chứ. Vậy từ trước đến giờ thì giảng bài mày đi đâu mà mày không thấy? Nó có đi đâu đâu. Vậy sao tao không thấy mày? Em đi chơi dãy dày với mấy đứa hàng xóm á. Dây với nhợ? Con gái lớn tầm ngồng rồi mà còn chơi trò con nít. Con gái tụi em đứa nào chẳng chơi nhảy dây. Anh không cho em chơi nhảy dây chứ em biết chơi gì giờ? Thiếu gì trò? Trời ơi. Ví dụ như là con anh mình đi học chẳng hạn. Trời, cái đó mà là chờ hả? Mà khỏi cần coi, cũng biết anh mình dạy học ra sao rồi. Sao là sao? Thì như anh đang la em vậy nè. Tiếc là chiều nay á, em không có ở nhà coi anh dạy học được. Nè, chiều mốt nhớ nhà chơi mà coi anh dạy học nghe chưa? Rồi em sẽ thấy mọi chuyện không như em tưởng đâu. Tất cả đã thay đổi hết rồi.
Chắc không? Chắc. Hình thoi á, ừ, là hình bình hành, ừ, có các cạnh kề bằng nhau, ừ. Mày có thấy ở hình bình hành này có các cạnh kề bằng nhau không? Ừ. Vậy nó là hình gì? Ừ, hình hình bình hành. Không phải, nó là hình thoi. Tao nói với mày rồi, hình bình hành mà có hai cạnh kề bằng nhau á thì nó là hình thoi. Nhưng mà cái hình thoi trong sách vẽ, cái đỉnh nhọn nó phải nằm quay lên trên, giống như là mấy con dù giấy của mấy đứa nít mới làm thôi chứ. Vậy theo mày, đó không phải là hình thoi hả? Thì là hình thoi, nhưng mà chỉ khi nào cái đỉnh nhọn nằm quay lên trên mới là hình thoi, chứ nằm ngang vậy là hình bình hành. Không phải, đó là hình thôi. Hình bình hành. Hình thôi. Hình bình hành. Hình thôi. Tao nói là hình bình hành mà. Dịp gì kìa? Bình hình. Dạ? Hình bình hành cái đầu của mày á. Đã là hình thôi á, thì cho dù nó có quay tới quay lui, quay xuôi quay ngược, thì nó cũng là hình thôi thôi. Cũng như mày, mày là thằng Tiểu Long, cho dù mày có nằm ngửa nằm nghiêng, mày chổng cái mông mày lên trời, mày chúc cái đầu mày xuống đất, thì mày cũng là thằng Tiểu Long thôi, chứ đâu thể nào biến thành thằng Quý Ròm với tao được. Đúng Diệp? Hiểu không? Hiểu. Hiểu rồi á. Thì hình này là hình gì? Hình gì? Hình bình hành. Hình bình hành cái đầu của mày á. Trời ơi là trời. Hai cái lỗ tai lừa của mày để đâu? Thì tao lên để cái đầu đó chứ đâu. Vậy sao tao nói mà mày không nghe vậy hả? Ngốc tử, ngốc tử, ngốc tử. Công nhận cái trò coi anh dạy học vui thiệt. Đâu có làm sao đâu. Có phải em mới từ nhà anh Quý về phải không? Anh Long, nghe nói anh Quý giỏi toán lắm phải không? Anh Long, anh học anh Quý mấy tuần nay rồi, chắc bây giờ anh giỏi toán lắm Long ha. Trời ơi, học toán mà em làm như học ăn vậy á, bộ sẹn cái là giỏi liền sao? Thì không, giỏi nhiều cũng phải giỏi chút chút chứ. Mà em thắc mắc chi vậy? Có bài toán này khó quá à, anh giải giùm em đi. Thôi thôi, bây giờ anh nhức đầu lắm, để tuần sau anh giải cho ha. Thôi không được đâu, sáng mai em phải nộp bài cho cô rồi. Thì nè, bài toán nè, toán lớp 5 chứ đâu phải toán lớp 9 mà anh sợ giờ. Ai nói với em là anh sợ? Giải đi. Một người bán trứng bán lần thứ nhất được một nửa số trứng và 0.5 quả trứng. Lần thứ hai bán nửa số trứng còn lại và 0.5 quả trứng. Lần thứ ba sao anh giải được không? Tất nhiên là được. Được sao anh em ru vậy? Thì từ từ chứ. Ê, anh quên, anh có chuyện phải đi, em ở nhà nha, chút xíu anh về anh giải cho. Anh Long, anh đi chút xíu thôi nha, để con giải bài cho em nữa đó. Ủa, Hạnh đi đâu đây? Hạnh ghé qua Long mượn sách lịch sử. Để mình vô lấy cho Hạnh nha. Long định đi đâu hả? Qua nhà Quý. Qua nhà Quý chi vậy? Đi chơi thôi. Sao Hạnh không tin? Thì nói chung là cũng có chút chuyện.
Long định nhờ Quý giải toán giùm chứ gì. Ủa sao anh biết hay vậy? Đó. Hạnh đoán là chúng liền à. Ừ thì cũng có một bài toán khó. Nếu vậy Long khỏi qua nhà Quý để Hạnh chỉ cho. Ờ ha. Có nhà thông thái đến đây mà tôi quên mất. Đi vô đi vô. Bài này nè. Ủa toán lớp 5 hả? Thì là toán lớp 5. Bài toán của nhỏ Oanh đó. Nhưng mà khó quá à. À chị Hạnh mới tới hả? Ủa Oanh hả? Ờ chào em. Chị ghé qua mượn anh Long cuốn sách. Ủa bộ anh không đi công chuyện đó anh sao? Không đi nữa. À có chị Hạnh tới chơi. Anh xin nhờ chị Hạnh giảng toán cho em. À hay quá. Có chị Hạnh ở đây giảng bài cho em thì còn gì bằng. Chị Hạnh em nói đi nghe nè. Sẵn dịp này chị kèm cho anh Long luôn đi. Mấy tuần này anh học chung với anh Quý. Không biết làm sao nữa mà điểm toán cứ chỉ trung bình không à. Hôm qua ba mới la ảnh đó. Chị nói với ảnh đi nha. Ủa Long không nhớ như gì Quý giảng hay sao? Không hiểu. Cứ mỗi lần học với nó về là mình quên hết trơn. Học với nó cũng như không. Quý giỏi toán lắm mà. Thì công nhận là nó giỏi thiệt. Nhưng mà nghe la hét một hồi thì tự nhiên chữ nghĩa hình số chạy đâu hết ráo à. Vậy mà Long vẫn kiên trì theo học. Chắc chắn rồi Long sẽ giỏi thôi. Không phải là kiên trì. Tại mình lỡ hứa với nó là không được bỏ ngang dù gặp bất cứ chuyện gì rồi. Bây giờ cũng muốn trốn cũng không được nữa. Thôi Long đừng có buồn nữa. Hạnh sẽ chỉ cho Long học. Đúng rồi. Học đi Long. Sao Hạnh chỉ mình học hả? Không được đâu. Sao vậy? Mình không thể bỏ học chỗ Quý được. Long khờ quá. Hạnh đâu có kêu Long nghỉ học ở chỗ Quý đâu. Nghĩa là sao? Đây nè, thứ ba, thứ năm, thứ bảy Long học với Quý. Còn thứ hai, thứ tư, thứ sáu học với Hạnh. Vậy được chưa? Được rồi Long, học đi. Cũng không được. Vẫn không được. Ừ, đâu có thể ngày nào cũng không cặp đi học thêm được. Mình còn phải ở nhà trong nhà, trong em. Với lại lâu lâu còn lấy hàng cho mẹ nữa. Tưởng gì, Hạnh đâu có kêu Long lại nhà Hạnh học đâu. Mình sẽ học ngay tại đây nè. Học ngay tại đây hả? Ờ. Vậy thì ừ. Đúng rồi đó. Vâng thôi chị Hạnh. Rồi ngày tan ca lúc sẽ dần xa và những ký ức sẽ mờ phai. Thời ấu thơ sẽ mãi nhiên màu cùng sống bên tôi với nụ cười. Giữ mãi nhé những lời yêu thương, giữ mãi nhé những mùa thơm trang sách khi đến trường. Và những ký ức sẽ mờ phai. Thời ấu thơ sẽ mãi nhiên màu cùng sống bên tôi với nụ cười.
dần xa và những ký ức sẽ mờ phai. Thời ấu thơ sẽ mãi nhiệm màu cùng sống bên tôi với nụ cười. Giữ mãi nhé những lời yêu thương, giữ mãi nhé những mùa thơm trắng xanh khi đến trường. Mày giỏi rồi đó. Vậy hả? Về nhà mày coi bài kỹ lắm phải không? Ừ, kỹ lắm. Ngày nào tao cũng coi bài tới khuya lơ khuya lắc luôn. Tốt. Mày chăm chỉ như vậy là rất tốt. Với cái đà này không bao lâu nữa thì mày sẽ học giỏi ngang tạo nhỏ hạnh cho mày coi. Chắc vậy á. Có khi hơn nữa không chừng. Càng hay. Con hơn cha là nhà có phúc. Mày đâu phải cha tao. Mày có công nhận là nhờ phương pháp giảng dạy của tao hiệu quả không? Công nhận. Vậy mày có công nhận là nhờ tao la mắng chửi bới mày mới tiến bộ được như ngày hôm nay không? Công nhận. Công nhận thì mày phải la lớn lên. Làm gì em ru vậy? Công nhận, công nhận, công nhận. Còn vậy chứ. Rồi, mời Hạnh uống nước. Hạnh, Hạnh xin lỗi Long. Không sao đâu, nhà còn nhiều ly lắm. Thôi thôi, để Hạnh dẹp cho. Long đây làm bài đi. Đi. Được không? Được mà, Hạnh dẹp được rồi. Coi chừng miệng đó. Như vậy? Ê, Hạnh làm bể ly nữa rồi. Cái ly này ở đâu ra vậy? Nó trên kia kìa. Hạnh định pha ly nước khác cho Long. Thôi, không sao đâu. Để mình dọn cho. Để anh phụ Long nha. Ý Long ơi, cái ca kìa. Cái ca thì sao? Nó bằng nhựa. Bằng nhựa thì sao? Thì mình có lỡ làm rớt, nó cũng không bị bể. Có vậy thôi mà cũng không hiểu nữa. À, hiểu rồi. Hạnh định uống nước bằng cái ca đó hả? Không được đâu. Ai lại tiếp khách bằng ca bự tổ bốn vậy? Má mình la chết. Trời ơi, Hạnh là bạn của Long chứ không phải là khách đâu. Hạnh ơi, xong chưa? Lâu quá à. Xong rồi. Nước đây, nước đây. Cả lớp trật tự. Em nghe thầy hỏi tiếp nè. Vậy muốn quy đồng mẫu thức ta phải làm sao? Dạ thưa thầy, muốn quy đồng mẫu thức ta phải tìm mẫu thức chung, sau đó nhân tử thức và mẫu thức của phân thức với nhân tử phụ của nó. Thôi bữa nay cá chép quá đồng tôi ơi. Không phải tin được. Hiện tượng lạ nhưng thật toàn phần. Kỳ lạ, cứ như là tôi từ một đất nước xa xôi nào tới đây vậy. Các em im lặng. Thầy rất hài lòng về em Long à. Hôm nay thầy sẽ cho em điểm 10.
Sự phấn đấu của em là tấm gương để cho các bạn khác học tập. Dạ thưa thầy. Có chuyện gì em cứ nói. Dạ sở dĩ em học toán khá như vậy là nhờ có bạn kèm. Vậy à? Bạn nào kèm em vậy? Dạ thưa thầy. Sao? Nói đi. Dạ. Ai kèm em? Dạ bạn Quý ạ. Quý. Dạ. Em là một học sinh giỏi của trường. Điều đó rất đáng biểu dương. Nhưng em còn biết giúp bạn học giỏi là chuyện đáng khen hơn nhiều. Thầy đề nghị cả lớp cho một tràng pháo tay để tán thưởng hành động của bạn Quý. Anh Quý ơi. Anh Quý. Có chuyện gì? Bữa nay anh ban cho em phép màu giống như anh Tuổi Long nha. Yên chí, em sẽ được toại nguyện. Vậy anh giảng cho em bài này đi, để em đọc cho anh nghe. Ba bạn hồng mai phượng, trồng ba cây hồng mai phượng. Bạn trồng cây mai nói với hồng, trong chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên của mình cả. Hỏi bạn nào đã trồng cây gì? Dễ thật. Nghe nè, bạn hồng á thì trồng cây phượng, còn bạn phượng thì trồng cây mai, bạn mai thì trồng cây hồng. Sao anh biết? Dễ quá mà. Bạn hồng á thì không thể nào trồng được cây hồng, đúng không? Đúng, vì trùng tên. À, bạn hồng cũng không thể nào trồng được cây mai, đúng không? Sao hồng lại không thể trồng cây mai? Em ngốc quá. Đề bài đã viết rồi. Bạn trồng cây mai nói với hồng thì có nghĩa là bạn hồng không thể nào là người trồng cây mai, đúng không? Ờ ha. Vậy mà em không để ý. Vậy em biết bạn hồng trồng cây gì chưa? Cây phượng. À, các cây còn lại cũng vậy, cứ từ từ mà suy ra. Anh Quý. Hả? Hồi nãy nói bạn phượng trồng cây gì? Cây gì vậy anh? Cây roi á. Cây gì? Cây roi để quýnh vô đít mày á. Mày nghe không? Đừng ngốc tử. Em nói đàng hoàng mà anh cứ nói chuyện đâu không à. Bộ mày tưởng tao không đàng hoàng hả? Chính mày là người không đàng hoàng thì có. Học hành gì đâu mà tài hỏi đáp số trước không à. Học như mày á, chỉ có nước thì lượm bao ni lông thôi. Mày nghe chưa? Tại nói đáp số trước chứ bộ. Mày. Tao có miệng, tao muốn nói gì tao nói, còn mày chỉ được phép làm, không được phép hỏi, hiểu không? Nè nè, mày có thôi cái chậu bên nước của mày không? Ai biểu anh la làm chi? Ủa tao la mày không được à? Mày có thấy con thằng Tiểu Long không? Nhờ tao la mắng chửi bới nó có tháng trời, mà bây giờ nó mới khá lên được đó. Sắp tới đây nó lại học môn hóa với môn lý nè. Anh mày sẽ đào tạo cho nó thành nhà bác học cho mày coi. Nhìn khác anh Tử Long, em là con gái. Trai gái thì tao cũng la hết á. Học hành mà không la mắng chửi bới thì làm sao mà có kết quả được. Chính đại hiếu còn khen tao nữa mà. Ê, mày làm gì vậy? Em không học của anh nữa. Phương pháp của anh không phù hợp với em. Trời ơi, đúng là đồ ngốc tử. Em ngốc, kệ em, còn hơn đưa đầu ra cho anh chửi mắng. Vậy thì mắc xác mày. Cho mày dốt suốt đời luôn. Trời ơi, đúng là tức bốc xịt khói luôn à. Nhỏ là đúng là không biết trời cao đất dày gì hết á. Thái sơn đứng trước mặt mà nó không có nhận ra. Đúng là đời mà, bục nhà không có thiên. Ba góc nhọn. Và góc A
bằng 60 độ, nối tiếp trong đường tròn tâm ô. Tiếp tuyến. Ủa, Lâm sao vậy? Trời, mỏi tay quá, viết giùm đi Hạnh ơi. Mệt ghê, ông làm biến quá. Đưa đây. Ủa, anh Quý, anh đi đâu đây? Oanh, cho nổi. Chị anh và anh Long lâu chưa? Thì cũng lâu rồi đó, khoảng tháng rưỡi rồi. Cứ thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì chị Hạnh đến để dạy kèm em với Long đó. Anh Quý, sao không vô nhà chơi? Có chị Hạnh với Long trong đó đó. Thôi, anh phải đi. Anh Quý. Anh Quý.